Wait a minute! Who are you? Help me! Ông kia môi hồng đã quay trở lại đây. Các cháu đã bấm like video và đăng ký kênh cho ông. Giờ không là ông bắt hết các cháu đây. À đây có cháu ông ạ, ông bắt trước nha. Không ông ơi, ông đừng bắt cháu. Cháu có ba bếp, cho cháu đi trước đây. À sao lại đi? Thế thì đứa nào chưa đăng ký kênh ông bắt luôn. Nhớ like video đăng ký kênh cho ông nha. À cháu ốc đâu rồi? Cháu ốc đã chạy đâu rồi? Cháu ốc trốn rồi. Đây đây là những người bạn của ông kẹo đây này đấy. Sao ông kẹo là đội vua ông kẹo này. Ông kẹo mắt đỏ này, có quả mụn ruồi giống như ông kẹo bên Quy Thành luôn. Nhưng có vẻ như là ông kẹo bên Quy Thành là không phải là người xấu, ông kẹo bên Quy Thành là người tốt. À ốc bắt quả tang ốc đang hôn ông kẹo mưa đỏ. Không phải, em định mua cái đầu này. Mua cái đầu gì? Mua được hả? Mua được ấy. Để xem nào. Được, anh sẽ mua đầu ông kia. Rồi, để xem chuyện gì xảy ra nào các bạn. Đâu? Đâu ông kia đâu? Lừa rồi. Đâu, ok, thôi được rồi, vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy. Nhưng mà trên hình là mình đóng giả ông kia nhá. Các bạn nhìn cái bộ ruồi của mình này. Là hết giống ông kia luôn. Thôi đi ạ. Rồi, đi luôn nha. Bây giờ chúng ta thử thách gọi là vượt qua ông kia. Gọi là những thử thách ông kia phần 2 nha các bạn ơi. Ông đã đi rồi hả? Cháu chào ông, cháu đi đây. Đê bê Quy Thành ơi, nhìn này, có mấy ông kẹ đầu tím đang đợi anh đó. Ôi trời ơi. Thế là ông kẹ pha kẹ gặp ông kẹ riu, thế là bị ông kẹ riu cắn ra rồi các bạn. Ê, cái ông kẹ kia đó. Ôi, ông còn lâu mới bắt được tôi. Ấy là bê Quy Thành được đấy. Lên đây bê Quy Thành ơi, nhảy lên cao này. Anh vừa nhảy vào mồm ông kẹ ông ạ. Ôi trời ơi. Anh bị ông kẹ tóc tím cắn các bạn ơi, ở dưới chân này. Nhảy lên, nhảy lên. Ấy, ôi giời, trình độ cao siêu sao luôn. Làm sao rồi? Các bạn ơi. Ông bị ông kẹ đuổi các bạn ơi. Hỏng rồi. Chị anh này, ông kẹ cắn. Đồ ăn hại. Rồi, ông đợi anh đi, không là anh không qua được chỗ này đâu. Anh biến thành ông kẹ thật rồi các bạn ạ. Lúc nãy giả danh ông kẹ tí thôi, mà bây giờ sắp biến thành ông kẹ luôn rồi. Ok, có vẻ như khả dĩ rồi đấy. Yes, qua rồi ông ơi. Ui, đây. Dưới này lắm ông kia thế. Đây này, đi theo đường của em ấy. Không, anh theo đường của anh nhớ. Đường bên đấy khó đi hơn. Đâu, em đâu à. Em đường bên này này. Em bảo anh phải đi theo đường của em rồi. Đây này. Cần gì đâu. Anh đi đường bên này cũng được mà. Chúng ta chia đôi ngã rẽ, hiểu không? Dưới okay. Này cả một làng ông kẹ luôn các bạn. Ông kẹ đầu tím, ông kẹ gọi là đầu cam. Rồi ông ơi, đường chia đôi ngã. Ở dưới đây á, bên anh có một ông kẹ màu tím. Bên em là ông kẹ màu gì? Đầu tóc tẩy highlight. Highlight. Ôi, bức gì? Tượng. Đây anh yeah, thấy bên này. À bên này ông kẹ tóc màu highlight thật. Ừ. Ủa đây có một bức tượng ông kẹ này. Đứng lên đầu ông kẹ luôn, nhảy bình bịch luôn. Em cứ chiều đi ông kẹ tí, ông kẹ sẽ bắt em đấy. Ui dưới này có hai ông kẹ đầu highlight. À, ốc thấy chưa? Hôm nay môi anh đỏ giấu ông kẹ đấy, ốc biết vì sao không? Môi anh đỏ vì anh đánh son chứ gì. Anh trộn son của ốc để đóng giả ông kẹ các đây, bạn ạ. Đây bên D các bạn ơi. Bên D cái gì anh. Hả? Thế có ai đâu mà sợ? Không, đây người ta kỹ năng để nhảy vào đây thôi chứ có sợ gì đâu. Ôi giời, chẳng nào chả nhảy xuống, nhảy luôn xuống đi. Ông kia bị ngu. Ông kia ngu. Ông kia này bị ngu. Hello, ông kia ngu. Trêu ông kia luôn các bạn ạ. Nhảy lên được mà ốc. Nhảy lên đi. Em không nhảy lên được, à đây. Ốc ngáo rồi các bạn. Ốc xứng đáng làm con của ông kia. Ngáo như ông kia vậy các bạn ạ. Đây, chỗ này khó nha. Ô, trình độ cao nhưng bên Quy Thành mới nhảy qua được. Trình độ thấp như ốc á, dụng sung à. Dụng rồi, hai ông kẹ kẹp em vào giữa, xong hai ông kẹ hôn nhau. Anh thấy mà, hai ông kẹ môi hồng hôn nhau và từ đấy đẻ ra ông kẹ thứ ba môi đỏ. Chính là đẻ ra bên Quy Thành á. Nhỉ, anh môi đỏ thì chết tòa học rồi, lừa. Rồi, cẩn thận đi nha, có rất nhiều những đồng đội của chúng ta bị ông kẹ bắt vô đây. Bây giờ phải vượt qua được những thử thách của ông kẹ thì chúng ta mới thoát ra ngoài được các bạn ạ. Đi đâu ấy? Hello ông kẹ, tôi vừa rơi xuống đâu ơi. Mắc rồi, Nhưng mà đi vào đây thì đi vào đâu nữa?
Ờ, bơi lên cái chỗ nước kìa, em không thấy à? À, rơi xuống một cái thôi, xin vĩnh biệt cụ luôn. Sao các bơi bạn lên kiểu gì? Đừng ấn tiến lên, chỉ là giữ theo cách thôi. Ôi giời ơi, thế sao anh không nói? Làm em bị lú, em đấy, rơi rồi đây này. Yes, qua rồi các bạn ơi. À, Bê Quy Thành vượt qua ốc. Ốc rơi xuống rồi, bây giờ là ốc chỉ bị đi gặp ốc kia thôi. Làm sao để lên lại? Đây, chỗ bên này không lên được đâu, em sẽ phải trở thành món ăn cho ông kẹ thôi, không có kết cục nào khác cho ốc đâu. À, vâng, ốc lại bị ông kẹ cắn giống anh. Rồi nhảy đi này, bơi lên đây, điều chỉnh hướng đây rồi. Đây rồi, nghệ đến thuật cho các bạn, trời quá hay luôn đi. Đây, chỗ này cần nghệ thuật này, em nghệ thuật cái gì hả? Rơi rồi. Yes. Đây rồi. Làm sao để nhảy qua đây? Thì cứ tiến rồi đến khi nào gần hết nước thì nhảy, bơi thẳng qua đấy. Bơi lên, giữ dấu cách, đừng có giữ ấn nút tiến. Tiến đâm đầu vào tường là em tiến sai ngay. Thế à? Ừ. Wow. Vâng, ốc đã bị cả một làng ông kẹ cắn và này cũng thế. Rơi xuống đấy cái là đi. Bốn ông hôn nhau luôn ạ. Các bạn ơi, có lẽ là bên Quyết Thành Môi Đỏ sẽ ở đây đợi ốc từ một giờ một quyết đấy. Ta nhảy hụt. Ốc sao nó khó nhở? 6 and a half hours later. Bơi lên, rồi, lên. Bơi đây. Oh. Ốc ngáo rồi đây các bạn ạ. Từ nãy giờ anh phải đi qua được bao nhiêu đường rồi, bây giờ ốc phải đi theo anh. Anh đã có kinh nghiệm chơi vượt ngục ốc kẹ này với buôn rồi. Đấy, em không đi theo anh à? Em đi đường đấy được cụt đấy, em không tin thế anh à? Ốc không tin anh thì ốc chỉ có là thua thôi. Thì ốc chạy lại. Ốc kẹ đuổi anh, đuổi làm sao được. Người ta gọi là gì? Ông kẹ gọi là có quỷ thì dụ dụ ông kẹ chỗ ốc. Ông kẹ này thế mà không cắn vào. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Quá khinh thường ốc luôn. Bây giờ là mình đi xuống đây, hiểu chưa? Xong mình nhảy qua đây, ông mình nhảy đi vào mé này. Đấy, kinh nghiệm của anh nó phải kinh nghiệm ra rồi. Ông kẹ này to lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Sợ. Gì vậy trời? Yes. Quá dễ luôn các bạn ạ. Bên Quy Thành đã nhảy lên một cách rất đơn giản. Rồi giờ ốc mới lên được trên này các bạn. Yeah. Chúng ta đến với level 2. Hả? Bây giờ mới qua level 1 à? Em có thử đấy. Rồi nhảy qua bên này. Bây giờ chúng ta thử thách gọi là chạy qua ông kẹ. Ốc cũng biết đi được trên này à? Ghê đấy. Tất nhiên rồi. Rồi xem em đi kiểu gì nữa. Nhảy một phát qua luôn. Người ta nhìn phát thì người ta biết là ngay à. Rồi ok, vượt qua thử thách đầu tiên. Ô, ảo ma rồi đây, ảo ma Canada đây. Ui, lên đây luôn à. Lên đây không phải ốc ạ. Ốc tin anh, ốc quá sai lầm của trời. Bà, ông bắt, ông bảo mình là thằng nốp. À, cày thế nhè, sao lại bảo mình là thằng nốp. Ok, mình đi qua con kẹ rồi. Tính qua ông kẹ mình rồi. Cũng vừa bị ông kẹ hôn. Đây rồi, anh bắt kịp ốc rồi. Cái này phải trình độ cao mới chơi được nha. Phải ôi đi. Trời ơi. À, rơi đúng mồm luôn. Ôi mà ơi. Rơi đúng mồm ông kẹ mà. Ông ấy đứng đúng chỗ thật. Đây, đứng căn cho lại này, cẩn thận này. Ờ, thêm tí nữa. Nhảy đi. Nhảy. Yes, yes. Phải đi đúng đến men men, đến giữa cái kia mới nhảy được. Ây à, ốc cũng ghê đấy. Yeah, qua chưa? Đơn giản, chỗ này mà rơi nữa thì thôi chịu ốc. Gì đây? Đây là những cái cánh cửa. Bây giờ chúng cửa ta nào là cửa đúng? Cửa nào cũng được, miễn là đi qua cửa. À, sao không nói là em nhảy xuống? Sao nhảy xuống? Chắc là ốc yêu ông kẹ đấy các bạn. Ốc muốn xuống làm bạn với ông kẹ cả đời. Ờ, thế còn rồi. Ốc bị sao đấy? Thôi xong rồi. Thôi rồi. Thôi tại thế sao là lại xảy ra thôi. Tình huống này. Thế là thế đấy. Ông kia cắn ốc ngay trước mặt bên Quy Thành luôn. Không hiểu sao ốc rơi được luôn đấy các bạn. Gì? Rồi bây giờ là đây. Nhanh chạy xuống nhanh, đi qua cánh cửa nào cũng được nhưng đừng để ông kẹ bắt. Quá đơn giản đúng không? Tí thì ông bị ông kẹ cắn vào mông. Không có chuyện đấy đâu. Ôi, dưới này nhiều ông kẹ lắm nha. Ok, đi đến màn tiếp theo rồi các bạn ơi. Ô dưới này ông kẹ nhá, cẩn thận. Ây da. Ôi giời ơi. Ông bị ông kẹ cắn à? Thế mà cũng bị cắn. Cười. Ôi ông kẹ này chạy nhanh lắm. Ôi ôi.
Ok, chơi nhanh quá. Chạy hụt. Alo, lên được rồi các bạn ơi. Tí thì bị cắn vào mông, cười xỉu luôn. Ok. Bê Quý Thành ơi, em đang ở đích đợi anh ơi. Ha ha. Ha ha, cái gì anh tới sang luôn. Sang level 3 luôn. Quá đơn giản các bạn ạ. Thế đây có mấy level? Vài level gì đấy. Hả? Rồi, ok. Sao lại quay về vị trí ban đầu? Cày thật đấy. À, ốc chơi trốn đi nhanh thế. Nhảy chéo. Ai không? Lại phải nhảy lại các bạn ạ. À. Sai một ly đi nhảy lại luôn. Người ta gọi thế là khó đúng không? Gì vậy trời? Chỗ này nó cứ đập đầu ấy. Phải kinh nghiệm. Ơ có thế không qua được. Nhảy chéo cái này. Nhảy chéo cái này này. Ấy xa. Ây à. Ốc kinh phết nhỉ. Rồi bây giờ mở cửa ra. Ây à. Một bức tường rào cản. Ôi bên dưới là người tuyết ông kẹ đó. À ông xong đời rồi. Ông nhảy xuống đi. À. Tôi chạy đây. Không bao giờ xong đời đâu. Gì vậy trời, chỗ này không nhảy ra đây đã. Ủa, chết. Lê nhảy sang rồi, chết. Chạy hay thế, chết. Kẹo ngay dưới chân này. Nhảy sang được hả? Đâu, nhảy sang đâu? À, nhảy sang đâu? À, nhảy được cơ hạt. Đấy, nhảy sang mà. Anh giống bên đầu kẹo nhảy qua dễ rồi. Sang bên này có ông kẹo người tuyết này. Ok, thử thách nào. Ông kẹo người tuyết. Cái gì đấy, nó chết nhảm như thế nhỉ. Gọi là trình độ thấp à. Cái đấy không chết được đây. Ok người tuyết. Ok người tuyết đánh bóng. Đi ông kẹ người tuyết. Chỗ này khó này. Chỗ này phải nhảy này. Nhảy. Ông kẹ nội mu nội hiền. Thôi giàu ông kẹ nội hiền. Thôi giàu hô. Mấy đứa chó ngu. Nhảy. Yes. Wow Bê Quý Thành chơi hay ghê. Đấy người ta nhảy. Đánh võng luôn. Nhảy thật nhanh. Đấy bình tĩnh đấy. Ôi ôi tí rồi. Em là cái gì ấy? Nó dâm ngay vào cái chỗ này bẫy mình các bạn ạ. À. Okay. Chỉ có bẫy được Bê Quý Thành á. Bê Quý Thành chơi lần 2 rồi mà vẫn bị bẫy à? Ông ơi, ông kẹ Noel tóc tím này bắt nhanh thật đấy. May là ông ấy bắt bạn kia. Đúng rồi. Cái gì ấy? Bây giờ làm sao mà lên? Ai là mình sẽ lợi dụng ông đấy mình nhảy lên. Lợi dụng ông đấy. Ông bảo hô. Mấy đứa ngu hô. Phải qua bên này chứ đúng không? À đúng rồi. Trời ơi chạm tay vào. Vượt chướng ngại vật này khó phết đấy. Không khó đâu. Đối với anh là dễ. Cái gì vậy trời. Sao ốc tới đâu rồi ta? Chưa thấy ốc đâu luôn các bạn. Cẩn thận rơi vào mồm ông kẹ. À, ốc chơi một mình hả? Ốc dám chạy trước hả? Ủa alo, ốc ở đằng sau mà. Bê Quý Thành tào lao thật sự các bạn thế ơi. Thế trình độ thấp à? Trình độ thấp cái gì? Trình độ rất là anh trình độ. Anh đi sau em, anh lại về đích trước. Cái này gọi là chơi quá hay. Anh bảo em mới là người về đích, em đứng đây trước. Anh đứng đây rồi, ốc thì quá cùi. Nào, bây giờ rơi xuống đây phát là ông kẹ bắt em làm người yêu luôn này. Bê Quý Thành đẩy em. Đâu, tôi đang đi đường bên kia không? Đẩy ạ. Bê Quý Thành đẩy ốc. Ốc kéo chân ai đi có các bạn ạ. Bê Quý Thành dám đẩy ốc. Đây này, không có Bê Quý Thành ốc chơi nhanh luôn. Ok, anh bắt ốc đi. Không, ốc kẹ không bắt được ông đâu. Ok, đi luôn. Bê Quý Thành ơi, ở đây có ốc kẹ tí hon. Hả? Ốc kẹ 3-4 đồng nè. Ui, ok, có cả tí hon nữa cơ. Ôi giời, Bê Quý Thành người chơi không hay. Ok. Chỗ này bẫy à? Bẫy đấy. Bây giờ là xuống. Thế còn dẫu ba. Nghe bậy. Cảy nghe nhờ. Cái gì đấy ông kẹ đằng sau lúc nào đấy. Ok. Chạy luôn qua. Ok. Chạy luôn qua. Ok. Chạy luôn qua. Ok. Chạy luôn qua. Ok. Ông kẹ tí hon các bạn ạ. Mình không nhìn thấy ông kẹ luôn. Ở đây có ông kẹ không nhỉ? Sao mà trông nguy hiểm nhỉ? À không có ông kẹ các bạn ơi. Yeah, Bê Quý Thành chơi quá hay, về đi trước, cái chỗ đấy quá là dễ, cũng không qua được.
đâm vào cả cái chỗ đấy chết. Đâm mấy lần rồi? Cái chỗ đấy cái né không được, nhảy qua thì chạy thẳng đấy. Hướng nào không có ống kẹ thì mình chạy thẳng, nhảy qua thế chạy thôi mà. Đấy, thế là tháng có cái gì đâu. Ủa, quá chán rồi. Quá gà luôn này. Ai, người ta gọi là trình độ cao. Úi xồi, anh gọi đi múa khắp nơi đây luôn các bạn. Chết rồi, anh nói sao. Thế, vẫn lên được là được rồi. Ê, ai mới là người lên được? Ốc mới là người lên được các bạn ạ. Đừng có mà bốc phét đi. Chẳng qua là anh nhả cho ốc lên trước thôi. Mí, ông kẹt đầu to dí ốc. Ông ơi, đi chỗ này đúng không? À đúng rồi. Đây, có thể chạy thẳng qua bên này đây. Không thấy ông kẹ bên này, mình nhảy qua bên này, mình nhảy lên. Thế là sao? À, nhảy qua. Mày quá lách, lách trình độ lách đẳng cấp. Đi bên đấy là sai, đéo cả bên đấy một đống ông kẹ to kìa kìa. Sợ gì? À, nhưng mà là ngõ cụt hả? Ờ. Mày quá, mình nhìn thấy ngõ cụt rồi. Ốc okay, phải quay đầu các bạn ạ, không sao. Bên Quý Thành gọi là trình độ cao. Đấy, đi cùng anh với Quý Thành là dễ giờ là xong rồi. Anh nhảy chỗ này gọi là quá đơn giản, cứ nhảy thẳng cái là qua. Ờ, chỗ này khó này. Chỗ này rất là dễ quá đà này các bạn này. Mình chỉ cần bấm nhẹ cái là mình qua. Đấy, thế thôi. Ôi giời. Ôi giời. Ốc đâu rồi nhỉ? Ốc, à, ốc vẫn ở kia, ghê đấy, ghê đấy. Ốc sắp bị chết cho bạn xem. Còn lâu đi. Chỗ này phải nhảy khẽ khẽ này, nhảy khẽ khẽ đấy. Nhảy khẽ khẽ thật. Ai ạ? À? Ai ạ? À? À, ghê nhỉ? Ai ạ? À? Ai ạ? À? Mượt hơn cả Sony. Ai ạ? À, ghê đấy. Bên Quý Thành tính đợi mình ra vẻ định cười vào mặt mình cái gì? Ờ, không bao giờ có cơ hội đấy đâu. Về đi trước. Về đi trước cái gì? Anh đứng ở đây rồi. Đứng đây sao không đi đi? Anh ai không cần đi đợi. Đây, bây giờ là đi tốc độ cao chờ. Này. Xem em đi tốc độ cao em có thắng được không em gái? Có gì đâu mà không thắng được. Ồ, gì ồ, gì Bên Quý Thành cứ đi mất hút luôn. Ủa trời ơi, ông kẹ lại hôn rồi. Chết rồi. Rồi xuống đây thôi. Rồi xuống đây thì chỉ chịu thôi chứ bị ông kẹ bắt rồi chứ các bạn. Không có chỗ nào đi lên được à. Ui, tí quá đà các bạn. Ui dồi, trời hài thật. Ui dồi, ông trời quá gà. Ông dụng này. À thế mà không dụng ghê đấy. Ui trời, à đâu, bị lừa rồi các bạn ạ. Mình phải nhảy lên đây. À, ông nghe anh, nghe lỏm. Ông nghe lỏm. Thì sao? Chết rồi, rơi thôi. Thì rơi. Thôi đâm đầu vào đây, ông ơi cháu đây. Ông hồn là cháu phát. Ôi giời, ông hồn ốc có lụ hồn nồng cháy luôn các bạn ạ. Mặt ốc toàn son của ông gọi là ông kệ. Ông đi rất khẽ á. Đi rất khẽ, buồn cười thật. Rồi anh đợi em lâu quá đấy các bạn. Bây giờ là thôi rồi, ngu rồi. Phải tự đây để đâu kẹ bắt thôi. Mình phải nhảy qua bên kia các bạn ạ. Đây, nhảy qua bên này. Sau đó nhảy qua. Ui, ốc ghê đấy. Vượt qua cả một đống kẹ. À, đây quay lại rồi. Cho bạn kia chạy trước không ạ. Yes, anh qua, nhảy qua đầu kẹ. Trời ơi. Ốc bị ông kẹ cắn đi. Chết rồi, mày quá rơi xuống nhưng mà mình trình độ cao các bạn ơi. Okay. Tốc độ hơi nhanh và mình vẫn chưa quen với điều đấy lắm. Đây rồi. Nhảy một phát tới đây luôn. Ôi rồi. Ôi, đứa con dâu. Cảnh thật đấy các bạn. Chỗ này mình cười vào mặt Bê Quý Thành. Ông kẹ chưa làm gì gọi là người tan xác luôn rồi. Các bạn hãy lia camera về phía ốc xem ai là người về đích. Trời ơi, chính là ốc. Em có nên đi trước không, Baby Thành ơi? Ôi, mình phải phóng to cái đôi mắt của mình ra. Mình nhìn thấy Baby Thành đang chạy lại bé tiêu tiêu như một con ruồi. Cái gì, anh tới đây. Anh về đích trước. Về đích trước cái gì? Kinh quá, ông kẹ đội vương miện các bạn. Ông kẹ. Ông kẹ bảo là ấn phai đi Bên Quý Thành. Đấu với ông kẹ vua kẹ. Vua tô, kẹ mới hồng. Ông kẹ này tên là Philip. Ông kẹ bắt ốc làm con gái. Làm người yêu. Ta đã không chết bởi vì ta là một con bốt. Ta đã tìm ra cách để mang những vị vua Philip khác đi vào cuộc chiến này. Ghê vậy. Đúng vậy. Ta đã mang cái đầu từ một cái vùng khác để đánh bại người. Và ta sẽ quay trở lại thế giới này như nó đã từng. Và điều gì đây? Người muốn dừng ta lại? Ừ.
ta sẽ không bao giờ ta bởi vì nhìn cái gì, bởi vì nhìn cái mà ta có này, ta có nam châm. Ôi giời ơi. À, trời ơi, có cái nam châm trời cũng ơi khỏe. Hãy nhìn ta xem ta có thể làm gì với như thế này. Ta có thể tịch thu súng của các ngươi. Ta có điện thoại gọi alo cảnh sát ơi này. Bây giờ ta đã có súng của ngươi rồi. Hả? Lấy mất súng rồi đi đâu rồi gì? Hãy cố gắng để đánh bại ta đi nào. Thằng nốt B Quy Thành này. À sao lại thằng nốt B Quy Thành? Nốt bông. Nốt B Quy Thành. Nốt bông. Không. Rồi nó vứt súng vào cái đống lửa luôn. Cháy súng rồi các bạn. Bây giờ thì cái súng của mày cũng hỏng rồi. Bây giờ à, mày phải đấu với tao. Tao có một cái vòng tròn bảo vệ lửa, hãy bảo hãy chiến đấu đi tên nốt kia. Ai à, ghê đấy, mạnh đấy, thể hiện đấy. Rồi bây giờ chúng ta là làm nhiệm vụ làm sao mà có thể đúng rồi chạm vào cái chỗ nút màu vàng kia để chống lại ông ấy. Đúng rồi, chạm đấy, đúng rồi bạn ơi, đúng rồi. Mình bây giờ đội trưởng chỉ huy, đúng rồi, ốc làm đúng rồi, 10 điểm. Tất nhiên là đúng rồi. Ủa, bạn kia bị tan xương nát thịt rồi. Ủa, không đứa nào lên hả? Đây lên đi, đúng rồi bạn ơi, lên đi, lên đi. B Quý Thành đứng đây đợi thôi. Đấy, ông này là ông lấy sức mạnh từ những cái vòng tròn sức mạnh kia các bạn ạ. Đứa kia nó không biết đi. Rồi ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, bây giờ anh sẽ chạm vào cái này. Anh sẽ chạm vào cái này. Đấy, chú này cần chạm vào những cái này nữa nhá. Ông ấy sẽ bị mất sức mạnh. Ok. Ua, bị cắn rồi. Biết ngay B Quý Thành là một tên nốt mà. Cày thế. Đấy chỉ là sơ suất thôi, ông ấy lừa mình không để ý, ông ấy bắt mình. Ông này tôi sẽ tiêu diệt ông. Dăm ba cái ông kẹ. Ui ôi mấy bạn kia bị cắn kìa, ông ấy mạnh thật. Đây rồi, chúng ta sẽ húc vào đây. Máu ông đang giảm rồi, cố lên mọi người ơi. Chia ra mà đi, mấy cái đứa này. Nốt kia đi, đứa kia. Bạn kia bị ông kẹ đuổi kia. Nốt đi, ôi giời, hai cái đứa kia, B Quy Thành nó không nhảy à? Đây, 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 đây. Cho chúng nó nhảy chứ, mình nhảy thang ấy, mình phải chia ra chứ, mỗi người làm một việc. Nhảy thang thế. Đấy, ok. Đúng rồi, ốc, đấy, ốc được việc phết kìa các bạn kìa, đó. Ốc chưa chết phát nào luôn chứ, B Quy Thành còn chết rồi á. Anh không để ý thôi, ông ấy ông lừa anh, lúc mà anh quay mặt đi, quay mặt lại thì ông đấy đằng sau rồi. Bạn này đi đấy. Ok các bạn ơi, máu người đeo gần mất rồi, cố lên. Còn đấy, 160 rồi. Ui giời ơi, người ta... À, đàn em của ông kia. À, cứu tôi trời ơi, cứu tôi trời, trời ơi. Ok, may quá. Thế là chạy lên đây luôn. Ui giời, mọi người kém quá các bạn ơi. Thế là đúng còn... rồi, mọi người kém thật. Dễ hều à? Dễ hều, ông này tuổi gì đấy. Toàn B Quy Thành với ốc gánh rồi các bạn. Ờ, gánh còng. Rồi, ông ấy đi rồi. Ôi! Thắng rồi. Hay quá. Hê, hey, ông kẹo. Xin là xin, vĩnh biệt. Ông này cạn lời rồi, chỉ còn dấu 3 chấm thôi, không biết nói gì. Mắt ông đỏ ngòm luôn tốt rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Quá tốt luôn. Ông thắng mình làm sao được. Mình chỉ mất thời gian khi chiến đấu với ông ấy thôi, vì đằng nào ông ấy cũng sẽ thắng, nhưng không hiểu vì sao ông ấy thắng được. À. Và ông ấy sẽ spawn lại mãi mãi, nhưng bây giờ ông ấy sẽ để mình đi. Ờ. À. Nhưng mà ông ấy sẽ tiếp tục, nhưng mà không, chúng ta không dừng lại được kế hoạch của ông ấy đâu các bạn ơi. Nhìn ông ấy kinh quá. Ôi thôi cơ. Nói chung là mình không biết, whatever, dù sao đi nữa. Yes, you win. Win. Rồi các bạn ơi, vậy là trong việc ngày hôm nay B Quy Thành và ông đã chiến thắng được ông kẹ môi hồng rồi, có quả mùi rồi, siêu to rồi. Hay luôn, không chết một tí nào. Anh Thành chơi hay hơn. Chơi hơn nhưng mà chết suốt rồi. Chết suốt kẻ anh rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ bình luận dưới là B Quy Thành cái ốc chơi hay hơn, và đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, không là ốc kẹ B Quy Thành đến nhà rồi bắt các bạn đấy ạ. Rồi rơi mất rồi. Đừng dán nữa, mệt quá. Bye bye.